Xin kính chào quý vị khán giả, Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo thông tin của Ngân hàng Nhà nước về kết quả đấu thầu thị trường mở OMO ngày 23 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước đã thành công mua có kỳ hạn tín phiếu. Theo đó đã cho 9 thành viên thị trường vay gần 36.000 tỷ đồng thông qua kênh này với kỳ hạn 14 ngày. Đáng chú ý, lãi suất trúng thầu đã tăng lên 4,25% trên năm thay vì 4% trên năm như những lần cho vay gần đây. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất trên kênh OMO kể từ giữa năm 2023. Ngoài ra, giá trị cho vay đạt gần 36.000 tỷ đồng trên phiên cũng là mức cao nhất kể từ tháng 1/2017. Trong phiên 23 tháng 4, nhà điều hành cũng phát hành thêm 2.150 tỷ đồng tín phiếu với kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 3,73% trên năm, mức cao nhất kể từ khi mở lại kênh này. Có 3 thành viên tham gia đấu thầu và 2 thành viên trúng thầu. Đồng thời, cũng trong phiên 23 tháng 4, lô tín phiếu phát hành ngày 26 tháng 3 đã đáo hạn, trả lại thị trường 3.700 tỷ đồng thanh khoản. Cùng với đó, khoản vay qua kênh OMO kỳ hạn 7 ngày với tổng trị giá gần 12.000 tỷ đồng ghi nhận hôm 16 tháng 4 đã đáo hạn, từ đó hút về số tiền tương ứng. Như vậy, có thể xác định trong ngày 23 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng tổng cộng 25.550 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 2/2023. Sau diễn biến trong phiên cùng ngày, trạng thái hút ròng mà Ngân hàng Nhà nước đang duy trì giảm xuống còn 7.800 tỷ đồng. Trong những ngày còn lại của tuần này, từ 24 đến 26 tháng 4 sẽ có thêm 2 khoản vay trên kênh OMO với tổng giá trị là 17.672 tỷ đồng đáo hạn và thêm 15.600 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm phiên 22 tháng 4 là 3,87% trên năm, vẫn ở mức tương đối cao nếu so với hơn nửa năm qua. Giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa đô la Mỹ và Việt Nam đồng, phiên 17 tháng 4, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm từng vọt lên gần 5% trên năm. Trước đà tăng nóng của tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện đồng bộ các biện pháp để ổn định thị trường. Song song với phát hành tín phiếu, Ngân hàng Nhà nước sử dụng thêm kênh OMO để điều tiết thanh khoản, lãi suất thị trường liên ngân hàng. Trong cơ cấu các loại lãi suất điều hành thì lãi suất OMO là loại lãi suất có tác động mạnh tới thị trường bởi gắn trực tiếp và thường trực với chi phí hỗ trợ nguồn cho hệ thống, đặc biệt có tính bình ổn trong những trường hợp thanh khoản hệ thống cần hỗ trợ. Việc sử dụng song song hai công cụ tín phiếu và OMO nhằm phục vụ mục tiêu kép là vừa đảm bảo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng nhằm duy trì mặt bằng lãi suất thấp trên thị trường một, đồng thời giảm sức ép lên tỷ giá thông qua việc thu hẹp chênh lệch lãi suất đô la Mỹ, Việt Nam đồng trên thị trường liên ngân hàng. Từ ngày 11 tháng 3, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu hút tiền qua kênh tín phiếu nhằm trung hòa lượng tiền dư thừa trên thị trường, đẩy mặt bằng lãi suất liên ngân hàng và hỗ trợ cho tỷ giá. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng mở lại kênh OMO cho các thành viên cần sự hỗ trợ về thanh khoản. Sau những biến động gần đây của tỷ giá, vào cuối tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đã có động thái công khai bán can thiệp ngoại tệ cho các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ âm để chuyển trạng thái ngoại tệ về không, với mức bán tỷ giá can thiệp là 25.450 đồng. Tuy nhiên, đến ngày 23 tháng 4, tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng vẫn tiếp tục tăng mạnh và niêm yết ở mức kịch trần 25.488 đồng. Tại họp báo mới đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, thời gian qua, việc điều hành tỷ giá và thị trường ngoại tệ nhìn chung vẫn đảm bảo sự ổn định. Về cơ bản, thanh khoản thị trường thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, tỷ giá diễn biến phù hợp với điều kiện thị trường và xu hướng của các đồng tiền quốc tế so với đô la Mỹ. Từ những ngày đầu tháng 4, tỷ giá có xu hướng tăng mạnh với mức độ mất giá của Việt Nam đồng so với đầu năm là khoảng 4,9%. Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tăng mạnh thời gian qua chủ yếu là do chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng đô la Mỹ tăng rất nhanh, trong vòng hơn 3 tháng đầu năm đã tăng hơn 5% lên trên 106 điểm. Cùng với đó, nhu cầu mua ngoại tệ rất lớn, đặc biệt nhu cầu nhập khẩu tăng cao. Đây là tín hiệu rất tốt cho phục hồi kinh tế nhưng cũng tạo áp lực lớn lên ngoại tệ. Đồng thời, để đảm bảo phòng ngừa rủi ro tỷ giá thì nhiều doanh nghiệp tăng mua ngoại tệ kỳ hạn dẫn đến cầu ngoại tệ trong tương lai chuyển về hiện tại. Chiều 15 tháng 4, các ngân hàng tăng mạnh giá đô la Mỹ. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá mua đô la Mỹ bằng tiền mặt là 24.900 đồng, mua chuyển khoản 24.930 đồng và bán ra là 25.270 đồng. So với sáng đầu ngày, giá đô la Mỹ tăng thêm 60 đồng và tăng tổng cộng 90 đồng so với cuối tuần qua. Tương tự, ngân hàng BIDV tăng giá đô la Mỹ lên 24.960 đồng và bán ra lên 25.270 đồng, tăng 60 đến 70 đồng so với đầu ngày và tăng 125 đồng so với cuối tuần qua.
Exim Bank nâng giá mua lên 24.900 đồng, bán ra 25.300 đồng, tăng 120-130 đồng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của ngân hàng. So với hồi đầu năm, giá đô la Mỹ tại các ngân hàng đã tăng khoảng 850 đồng, tương đương tăng gần 3,4%. Tỷ giá trung bình do ngân hàng nhà nước công bố ở mức 24.096 đồng, tăng 14 đồng so với cuối tuần qua, với biên độ tăng giảm 5%. Tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 22.892 đến 25.300 đồng. Như vậy, hiện các ngân hàng đã nâng giá bán đô la Mỹ lên sát mức trần theo quy định. Báo cáo mới đây của công ty chứng khoán Rồng Việt nhận định, đồng đô la Mỹ sẽ duy trì sức mạnh hiện tại ít nhất cho đến khi Fed cắt giảm lãi suất. Áp lực tỷ giá tăng mạnh trong quý đầu năm ảnh hưởng đến mục tiêu ổn định thị trường tiền tệ và nhu cầu vốn trong nền kinh tế yếu, dẫn đến dư thừa thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng. Trong khi đó, giá đô la Mỹ thế giới không biến động nhiều. Chỉ số đô la Mỹ Index vẫn xoay quanh 105,17 điểm, giảm nhẹ so với đầu ngày. Theo một số nhà phân tích, nhà đầu tư có tâm lý thận trọng trên thị trường ngoại hối khi giá vàng tăng cao và kỳ vọng cắt giảm lãi suất ở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed từ tháng 6 giảm xuống. Tính từ đầu năm tới nay, đô la Mỹ trên thị trường ngân hàng đã tăng hơn 800 đồng, tương đương mức tăng khoảng 3,3%. Còn trên thị trường tự do, giá đô la Mỹ mua bán sáng nay tại các điểm thu đổi cũng tăng nhẹ lên 25.450 đến 25.550 đồng. Thời gian qua, ngân hàng nhà nước đã phát hành 6,8 tỷ đô la Mỹ tín phiếu, nâng dần lãi suất liên ngân hàng một tháng từ 1,5% lên mức gần 4-4,5%, qua đó thu hẹp chênh lệch lãi suất đô la Mỹ và Việt Nam đồng. Tuy nhiên, các chuyên gia của Dragon Capital đánh giá áp lực tỷ giá vẫn sẽ duy trì trong các tháng tới. Nguyên nhân quý 2 là cao điểm của mùa trả cổ tức và sự ngược chiều chính sách của các ngân hàng trung ương và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cao hơn ở cuối chu kỳ tăng lãi suất, có thể khiến đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên. Trên thị trường vàng, giá vàng miếng SJC mua bán tại các tiệm hoàng kim hôm nay cũng biến động mạnh. Sau giờ trưa, chiều SJC mua vào được nâng thêm 2,7 triệu so với cuối tuần, lên 83,3 triệu đồng. Chiều bán ra tăng 2,4 triệu đồng, lên 85,5 triệu. Tại tập đoàn vàng bạc đa quý Doji, giá vàng miếng cũng lên mức cao nhất từ trước đến nay là 83-85,4 triệu đồng. Tuy nhiên, mức kỷ lục này không giữ được lâu trước áp lực bán ra từ nhà đầu tư. Tới 14 giờ, mỗi lượng vàng miếng SJC đảo chiều giảm 500.000 đồng chiều mua vào và xuống 82,7-84,9 triệu một lượng. Doji cũng hạ giá vàng miếng về 82,6-84,8 triệu. Không khí giao dịch vàng miếng sáng nay tại trụ sở SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cũng đông hơn so với thường ngày, khi giá vàng miếng neo cao kỷ lục. Ghi nhận tại cửa hàng cho thấy khách giao dịch cả chiều mua và bán. Trong khi đó, giao dịch nhẫn trơn tại SJC nhộn nhịp và chiếm thế áp đảo so với vàng miếng. Sáng nay, giá vàng nhẫn trơn 24K tăng thấp hơn vàng miếng, nhưng cao hơn cuối tuần khoảng 350.000 đồng. SJC niêm yết giá nhẫn trơn tại 74,65 đến 76,55 triệu đồng. Còn tại Bảo Tín Minh Châu, công bố vàng nhẫn trơn tại 75,5 đến 77,2 triệu một lượng. Mỗi ounce vàng trên quốc tế hiện neo quanh 2.357 đô la Mỹ, quy đổi theo tỷ giá Vietcombank tương đương 71,1 triệu đồng một lượng. Theo đó, vàng miếng trong nước đang cao hơn thế giới 13,8 triệu đồng, còn chênh lệch vàng nhẫn với thế giới khoảng 4,5 đến 5,5 triệu một lượng. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế, tài chính, bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.